Làm sao nhận biết được mình thuộc loại căn tánh hướng ngoại hay hướng nội? Để hiểu cho đúng thế nào là người hướng ngoại và hướng nội theo khái niệm của giáo lý duyên khởi, mọi người vui lòng xem lại bài Hệ thống kiến thức Phật giáo thông qua giáo lý duyên khởi. Theo giáo lý duyên khởi, ta thấy có hai loại quả báo là y báo và chánh báo. Người hướng ngoại sẽ có xu hướng muốn thay đổi cái y báo nhiều hơn, và người hướng nội thì chủ yếu muốn thay đổi cái chánh báo là chủ yếu. Cụ thể là họ muốn chuyển hóa bản thân từ phàm thành thánh, chuyển bát thức thành tứ trí. Còn người hướng ngoại chủ yếu là muốn chuyển hóa cảnh giới, chuyển hóa cái hoàn cảnh sinh sống của mình. Mà muốn chuyển hóa cái hoàn cảnh sinh sống của mình thì phải có người đứng đầu đã tạo ra cái hoàn cảnh đó, hoặc phải có người giới thiệu cho mình biết có tồn tại cái nơi chốn, cái hoàn cảnh đó. Muốn tạo ra một hoàn cảnh sống tốt đẹp thì phải có sự hợp tác giữa mọi người với nhau, nghĩa là phải có một cơ cấu tổ chức từ trên xuống dưới rõ ràng, và phải có sự tin tưởng với nhau mới có sự hợp tác với nhau được. Nên người hướng ngoại có khả năng hoạt động, khả năng quản lý xã hội rất tốt. Và ai cũng phải duy trì một nền tảng đức hạnh thì mọi người mới tin tưởng với nhau được, đặc biệt là người đứng đầu. Hoặc muốn tìm tới một hoàn cảnh sống nào đó tốt hơn nơi mình đang sống thì phải biết đặt niềm tin vào người đã giới thiệu cho mình về một cảnh giới nào đó tốt đẹp hơn. Và ngược lại, muốn cho người khác đặt niềm tin vào mình thì người giới thiệu này phải có một cuộc sống chuẩn mực, không có sự dối trá, thì người khác mới đặt hết niềm tin vào mình, thì họ mới dám đi theo mình để đi tới cảnh giới đó. Và ngược lại với người hướng ngoại là người hướng nội, họ muốn thay đổi con người mình, muốn chuyển hóa bản thân, thì cần phải nắm rõ các quy luật biến hóa trong tự nhiên. Khi nắm được các quy luật đó rồi, chính là lý giải một cách chính xác rồi, thì lúc đó mới biết cách phải thực hiện như thế nào để tạo ra được cái sự chuyển hóa đó. Giống như các nhà khoa học, khi nắm rõ được các quy luật biến hóa trong tự nhiên thì họ mới có thể chuyển hóa tự nhiên, cải tạo tự nhiên. Nên người hướng nội chú trọng tới mặt giáo lý nhiều hơn, nó gần giống với các môn khoa học tự nhiên như toán, lý, hóa vậy. Còn người hướng ngoại chủ yếu là muốn giới thiệu mọi người tới một cảnh giới nào đó, thì họ cần phải có những kỹ năng thuyết giảng sao cho cuốn hút mọi người, để họ đặt hết niềm tin vào mình. Muốn có được điều này thì họ phải có khả năng ngôn ngữ, khả năng truyền cảm rất tốt. Nên thường họ sẽ chú trọng tới mặt giáo nghĩa trong kinh Phật nhiều hơn, gần giống với các môn văn sử địa, là thuộc về các môn xã hội nhân văn, nghĩa là cần phải có một trí nhớ tốt, một lượng kiến thức phong phú thì mới cuốn hút người khác được. Còn người hướng nội đòi hỏi phải có sự chuẩn xác, nghĩa là một khi nắm chắc được hay nhận thức được một nguyên lý, một quy luật hiện tượng nào đó một cách chính xác rồi, thì lúc đó mới bắt đầu triển khai và mở rộng, tức là dùng khả năng tư duy logic để hệ thống và kết nối lại những thông tin còn đang rời rạc, để tìm ra được những nguyên tắc, nguyên lý căn bản hơn, có sự thống nhất cao hơn, phổ quát hơn. Giống như trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật có đề cập tới hai yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là chánh kiến và chánh tư duy. Vậy là bạn nghiêng về dạng căn tánh nào nhiều hơn, thì chứng tỏ nhiều đời nhiều kiếp bạn đã đi theo hướng đó, thì những kỹ năng, những đặc tính đó sẽ nổi trội hơn, xuất sắc hơn người khác. Tuy hai căn tánh này có những đặc tính, những kỹ năng khác nhau, nhưng cũng phải biết học hỏi và tin tưởng lẫn nhau. Nếu người tu hành mà chủ quan, ta đây tự phụ, không chịu học hỏi những cái hay của người khác thì rất khó mà thành tựu. Như người hướng ngoại, nếu không nắm rõ giáo lý duyên khởi của Đức Phật mà chỉ chú trọng bên giáo nghĩa không thôi, thì sẽ khó mà nhận biết được ý niệm vô minh nghĩa là gì, thì rất dễ bị nó sai sử điều khiển. Nhất là những người đứng đầu, người hướng dẫn một đạo tràng, một tự viện, nếu không có một bồ đề tâm kiên cố thì rất dễ bị những thứ cám dỗ bên ngoài cuốn mình đi lúc nào không biết. Ngược lại là những người hướng nội,
Nếu mà họ quá chủ quan về những kiến giải của mình, không chịu tham khảo, học hỏi từ những bậc thầy đi trước, không biết tận dụng những cái hay của những nền tảng khác, như nền khoa học hiện đại ngày nay, thì khó mà lý giải được giáo lý của Đức Phật một cách chính xác. Giải mà còn chưa đúng thì làm sao thực hành có kết quả được. Hoặc chủ quan không chịu tìm hiểu kỹ những khó khăn gặp phải của người tu tập thiền định, thì khi thực hành rất dễ tẩu hỏa nhập ma mà không hay. Nên tốt nhất, nếu không gặp được một bậc thầy đã chứng ngộ, trực tiếp hướng dẫn cho mình, thì tốt nhất là niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Nhưng cũng phải nắm rõ phần giáo lý thì sẽ chắc ăn hơn.